Thưa quý vị, năm 2024, cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng ghi nhận các ca bệnh vắng bóng nhiều năm qua bởi các bệnh truyền nhiễm này đều đã có vaccine để phòng ngừa, trong đó có viêm não Nhật Bản. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 ca bệnh ở thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Trảng Bom. Viêm não Nhật Bản là bệnh lây truyền qua trung gian, là mũi, thường xuất hiện ở các khu vực có chuồng trại chăn nuôi heo. Bệnh rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 30% cùng với di chứng vĩnh viễn như là rối loạn tâm thần, liệt, rối loạn ngôn ngữ, co giật, đồng kinh, nằm liệt giường ở một nửa bệnh nhân sống sót. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Em bé này vừa mới ổn định sau điều trị viêm não Nhật Bản gần 2 tuần. Bé nhập viện trong tình trạng ly bì. Các bác sĩ đã chọc dò dịch não tủy để xét nghiệm. Kết quả cho dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến nay, sức khỏe bé ổn định nhưng khả năng vận động vẫn còn yếu. Mấy bữa trước nó nheo mắt thì em tính đâu là nó coi điện thoại quá, rồi nó nheo thôi, rồi mấy bữa sốt của trời em nó đi chích tư ở ngoài. Chứ em cũng chưa đem vô đây đâu, bữa trước bữa sau em thấy quá, em thấy em bé nằm không à. Nó nằm ở ngủ mê ma, nó không biết cái gì hết trơn, rồi mới đầu hai chồng cóc chở vô đây là nhập viện luôn. Vô đây thì bé cứ ngủ không à, ngủ suốt luôn, không có ăn, không có uống gì hết trơn mà cứ ngủ không. Rồi bác mới chọt giò nó đi mà xét nghiệm, rồi mới ra viêm não Nhật Bản. Viêm não là một bệnh rất là nguy hiểm. Nếu mà không phát hiện sớm, có khả năng được để lại di chứng rất là nặng nề. Nhiều trẻ sau điều trị, nếu mà bị viêm não Nhật Bản, đôi khi nó không nói được, thậm chí không học hành gì được. Sinh hoạt cũng giống như thực vật, tức là không sống nhờ người khác chăm sóc thì rất là cực cho gia đình. Theo các bác sĩ, về tiên lượng, viêm não Nhật Bản có khoảng 30% nếu phát hiện trễ, đa số sẽ tử vong. Khoảng 70% còn lại nếu may mắn được sống sót thì một nửa có di chứng về thần kinh, vận động và tri giác. Viêm não Nhật Bản lâu nay đã có vaccine phòng ngừa, đáng tiếc hầu hết các trẻ mắc bệnh, gia đình đều cho biết trẻ chưa được tiêm bất kỳ mũi viêm não Nhật Bản nào. Em có biết đâu, em có biết. 8 tuổi rồi ở dưới quê với bà nội biết đi chích thuốc hay không, không biết. Viêm não Nhật Bản thì bây giờ nó có hai loại vaccine, một loại vaccine là chích từ trẻ 1 tuổi trở lên, thì cái vaccine này đã có từ lâu. Mình thường là chích 3 mũi, là mũi thứ nhất, và 2 tuần sau là chích mũi thứ hai, và mũi thứ ba là khoảng 1 năm sau. Tuy nhiên gần đây thì có một loại vaccine khác là vaccine sống do động lực. Về bên Nhật Bản thì vaccine này chỉ cần chích 1 mũi và 1 mũi thứ hai nữa là đủ. Thì miễn dịch của nó, nếu mà có thì nó miễn dịch nó mạnh hơn và có thể phòng ngừa được tốt cái viêm não Nhật Bản này. Có thể thấy, việc thiếu kiến thức, không chủ động tiêm đủ vaccine phòng bệnh cho trẻ đã dẫn đến nhiều trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thêm vào đó, việc thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng thời gian qua cũng phần nào đã tạo ra khoảng trống miễn dịch, khiến các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại.